Xin chào cả nhà, mình là Hợp. Hôm nay mình có về được một chiếc Citizen rất là tuyệt vời và mình muốn chia sẻ với anh em ngay trong cái video clip này. Chiếc Citizen của chúng ta thì vẫn được ở trong một cái hộp Citizen bình thường. Và đây chính là chiếc Citizen mà mình muốn nói đến. Nó có một cái điểm đặc biệt là các bạn có thể thấy ở đây. Chúng ta có dòng chữ Automatic Titanium. Vâng, chiếc này thì nó được làm tất cả từ Titanium, cho nên nó sẽ có một cái trọng lượng là phải nói là rất là nhẹ. Và mình sẽ đi qua chi tiết về chiếc này để cho anh em có thể suy nghĩ trước khi lựa chọn. Đó, mẫu này của mình thì sẽ có mã là NJ0090-81A và mẫu này sử dụng caliber 8213. Với caliber 8213 thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ được sử dụng máy của Miyota của Citizen, và chúng ta sẽ có đó là tính năng cóp tay. Tuy nhiên chiếc này thì không có hacking stop, cho nên là khi mà các bạn chỉnh giờ thì kim dây của chúng ta vẫn chạy bình thường. Đó, các bạn có thể thấy ngay ở đây là bộ kim của chúng ta thì ở trên chiếc này mặt trắng, cho nên nó được Citizen sơn đen. Với cái sơn đen này thì nó sẽ nổi bật trên cái nền trắng của chúng ta. Tuy nhiên 12 cọc số của chúng ta thì lại được làm bằng thép không rỉ và nó không được sơn gì cả. Cái này là một cái nó mà mình thấy là nó không được cân đối cho lắm. Nếu như mà Citizen sơn hoặc là để bóng cả bộ kim thì nó sẽ tốt hơn và chúng ta nhìn thì nó sẽ có cái đồng nhất hơn. Đó, ở đây thì chúng ta có một cái sắp dial nhỏ và kim dây của chúng ta chạy ở đó. Chúng ta sẽ có 4 cái khía để phân biệt là 0, 15 này, đây là 60 này, 30 này, 45 và 15 ở đây. Đó, và các bạn sẽ thấy ngay là bên trái là chúng ta sẽ có dòng chữ khá là nổi bật, đó là Automatic Titanium. Nói lên hai tính năng của chiếc này, đó là sử dụng máy automatic và sử dụng cái chất liệu là Titanium. Ở góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có một ô lịch nhỏ là đang chỉ số 6, và ô lịch này là rất là tiện dụng để chúng ta xem hàng ngày. Ở phía ngoài cùng thì các bạn sẽ có đó là vòng được chia thành 60 phút hay còn gọi là outer rim. Phía bên trên của chúng ta là benzen này của chúng ta thì được đánh bóng. Phần benzen này của chúng ta thì được làm khá là đẹp, giúp cho chiếc đồng hồ của chúng ta có vẻ sang trọng hơn. Phần thân của chúng ta thì được làm hoàn toàn bằng base Titanium, cho nên là các bạn sẽ thấy là nó được làm với cái màu gray đặc trưng của Titanium. Đó, đây không phải là màu trắng, không phải là màu thép các bạn nhé, mà nó là màu xám, và nó là màu xám nhạt. Và các bạn sẽ thấy là cái chất của Titanium nó cực kỳ lì, các bạn sẽ nhìn thấy ngay nó rất là lì. Đó, nó giống như kiểu là nó đen nhám chứ nó không phải là đen bóng vậy. Và các bạn sẽ thấy là một điều mà mình chắc chắn đó là trọng lượng của chiếc này. Chắc là nó chỉ bằng khoảng 1/3 so với một chiếc dây thép, hoặc nếu mà nói chuẩn một chút là nó gần bằng 1/2 so với dây thép thôi. Nó nhẹ đi rất là nhiều. Đó, các bạn sẽ thấy khi mà các bạn cầm chiếc này thì các bạn sẽ thấy nó nhẹ cực kỳ. Và đây chính là cái mà đặc điểm của Titanium là siêu nhẹ. Ngoài ra thì Titanium còn chống ăn mòn rất là tốt. Nó là một trong những cái kim loại mà chống ăn mòn tốt nhất và chống oxy hóa tốt nhất, cho nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về độ mài mòn của chiếc này là không có. Kể cả các cái khóa này chúng ta dùng sau một thời gian thì nó sẽ không có độ mài mòn sớm như là thép. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có bộ máy đó là Citizen 8213 Miyota, và các bạn sẽ thấy chúng ta có dòng chữ ở phía trên này là base Titanium đầy đủ. Đây, các bạn sẽ thấy ngay dòng chữ là base Titanium đây, và cái này được sản xuất bởi Citizen và nó có độ chống nước là nó có độ chống nước khoảng 50 mm, giúp cho chúng ta có thể đi mưa rửa tay dễ dàng với chiếc này. Đó, và kính sử dụng trên chiếc này là kính sapphire. Với một mẫu Titanium thì thường sẽ có giá khá là cao. Tuy nhiên chiếc Citizen này thì có giá cực kỳ hợp lý và bình dân. Trước đây mình đã trên tay chiếc Citizen Titanium phiên bản dây da. Tuy nhiên nếu như các bạn thích phiên bản dây thép thì mình nghĩ là đây là một phiên bản rất là phù hợp với các bạn. Và nó có mức giá thì cũng rất là dễ chịu, nó khoảng 6.490.000. Với một mức giá như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng để mua và sở hữu một chiếc đồng hồ Titanium. Đó, các bạn có thể thấy ngay với chiếc này sử dụng máy 8213 thì chúng ta sẽ có 21 chân kính. Chúng ta có 21.600 tần số lao động và cùng với đó là khoảng 40 giờ tích cót. Và với cái thông số như vậy và độ chính xác nó khoảng 10 đến 20 giây một ngày thì mình nghĩ đây là một sản phẩm rất là tốt trong tầm tiền để các bạn có thể chọn. Sản phẩm này hiện đang có sẵn tại bên mình, và nếu như anh em có nhu cầu anh em có thể qua ICS để trên tay. Cảm ơn anh em rất là nhiều và xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo của bên mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.